Bộ Giao thông Vận tải đã đồng ý cho công ty cổ phần đầu tư Đèo Cả bổ sung hạng mục trạm trung chuyển xe máy qua hầm Đèo Cả và đèo Cổ Mã. Trước tình trạng người đi xe máy buộc phải chạy theo quốc lộ 1A qua đèo Cả, vừa bất an vừa nguy hiểm, trong khi hầm đường bộ đèo Cả đã thông xe vào tháng 8 năm 2017, nhưng chỉ cho phép ô tô chạy qua, chủ đầu tư xây dựng hầm đã đề xuất triển khai trạm trung chuyển xe máy qua hầm và được Bộ Giao thông Vận tải đồng ý. Theo thiết kế, trạm trung chuyển sẽ được đặt tại hai đầu, gồm một đầu tại hầm đèo Cổ Mã thuộc tỉnh Khánh Hòa và một đầu tại hầm phía bắc đèo Cả thuộc tỉnh Phú Yên. Người đi xe máy có nhu cầu qua hầm sẽ mua vé và được trung chuyển qua hầm bằng xe 24 chỗ ngồi, còn xe máy sẽ được trung chuyển bằng phương tiện chuyên dụng khác đi song song cùng lúc với chủ phương tiện. Dịch vụ này được kỳ vọng sẽ giúp người đi xe máy rút ngắn thời gian qua hầm và bảo đảm an toàn giao thông so với đi đường đèo, nhất là vào mùa mưa lũ.